Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 5 tháng 9 cùng với cả nước, gần 300.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông của tỉnh Hưng Yên sẽ đón chào lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 bằng hình thức trực tiếp sau một năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vậy ngành giáo dục Hưng Yên đã chuẩn bị những gì để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học trong tình hình mới? Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình bày của phóng viên Phạm Hà. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Phương Lan ạ. Thưa quý vị và các bạn, trái với không khí trầm lắng của năm trước, năm học mới 2022-2023 trở nên rộn ràng, vui tươi hơn khi học sinh được tới trường học trực tiếp. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho một năm học mới an toàn, chất lượng đã được các nhà trường, các thầy cô và cả các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng. Để bước vào năm học mới, bình an, học sinh trường tiểu học Như Quỳnh sớm chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, đồng phục mới. Trong dịp hè, An được bố mẹ đưa đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Con đã bọc vở, mua bút mực, mua tẩy, mua bút chì, quần áo, cặp sách. Con thấy hào hứng vì năm nay được khai giảng trực tiếp, được vào năm học mới và học cùng các bạn, gặp thầy cô và mái trường thân yêu. Dù dịch COVID-19 đã được kiểm soát, công tác đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. Trước năm học mới, các nhà trường đã tập trung vệ sinh trường lớp, thiết bị đồ dùng học tập, đồng thời bố trí đầy đủ các vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là tích cực vận động cha mẹ học sinh đưa con em đi tiêm vaccine phòng COVID-19, bởi đây là lá chắn quan trọng góp phần thích ứng linh hoạt trong trường học. Mỗi khi có đợt tiêm vaccine thì ban giám hiệu nhà trường cũng như các đồng chí giáo viên trong trường tuyên truyền để phụ huynh và học sinh hiểu rõ được cái vai trò và tầm quan trọng của vaccine đối với việc phòng chống dịch bệnh COVID, tiêm đúng lịch, đủ liều để các con có đủ sức khỏe đảm bảo vào năm học mới. Việc tuyên truyền này chúng tôi sẽ tiếp tục làm trong năm học tới và nhiều năm học tiếp theo. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có hơn 10.000 phòng học kiên cố cao tầng, đảm bảo các điều kiện về quạt mát, ánh sáng, tăng 100 phòng so với cùng kỳ năm trước. Nhiều thiết bị đồ dùng học tập được đầu tư. Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 3, lớp 7 và lớp 10, tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa mới, xây dựng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, phê duyệt chương trình giáo dục địa phương cho khối lớp 10. Đến nay, 100% giáo viên dạy chương trình mới ở tỉnh Hưng Yên đã được tập huấn đầy đủ. Bản thân các thầy các cô cố gắng tiếp tục phát huy năng lực vốn có của mình, ứng dụng công nghệ thông tin để có thể thiết kế được các cái bài giảng làm sao phù hợp, thích ứng nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Năm học mới 2022-2023 tới đây cũng là năm đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai ở 3 cấp: tiểu học với khối lớp 1, 2, 3, trung học cơ sở với lớp 6, lớp 7 và trung học phổ thông với lớp 10. Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Năm học này, thầy Tuấn cùng với 4 giáo viên khác của huyện Ân Thi nhận nhiệm vụ giảng dạy môn tin học khối lớp 3 cho toàn huyện. Mỗi người phải dạy từ 4 đến 5 trường là thách thức không nhỏ. Việc đi lại là rất chi là khó khăn, nhưng nhiều khi cũng không thể đảm bảo được cái công tác giảng dạy của mình. Dù không có chuyên môn tin học, nhưng do thiếu giáo viên, cô Hạnh được nhà trường cử đi tập huấn nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn để tham gia dạy môn tin học cho học sinh khối lớp 3 trong năm học mới. Hơn 2 tháng tập huấn chưa đủ dài để cô Hạnh buông bỏ những lo lắng. Đây là một môn học mới, nó khá khó đối với cả giáo viên lẫn học sinh, và chúng tôi chỉ đang là giáo viên văn hóa nên khi mà đi học cái này chúng tôi cũng sợ không đảm bảo đầy đủ kiến thức để truyền tải để cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm chúng tôi thời gian cũng rất là kín, nếu mà trích thời gian ra dạy môn tin thì phải có những thầy cô khác mà dạy môn học phụ, mà thường thì các trường thì đều đang thiếu giáo viên đấy ạ. Thiếu giáo viên cũng đang là thách thức khi triển khai sách giáo khoa mới ở khối lớp 10. Năm học này, toàn tỉnh không có trường trung học phổ thông nào tổ chức dạy và học các bộ môn nghệ thuật là âm nhạc và mỹ thuật. Đối với một số môn học mới như giáo dục kinh tế và pháp luật, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp phải phân công giáo viên môn khác kiêm nhiệm. Kinh tế pháp luật thì nhà trường phân công các thầy cô dạy cái môn giáo dục công dân. Hoạt động trải nghiệm thì chúng tôi lại phân công một là cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện vào tiết chào cờ, vào tiết sinh hoạt, và phân công các thầy cô bên đoàn thanh niên và các cái giáo viên bộ môn mà số giờ nó chưa đến 17 tiết. Có 3 cái chuyên đề về địa phương thì giáo viên môn lịch sử dạy một chuyên đề, giáo viên môn địa lý dạy một chuyên đề, giáo viên môn văn dạy một chuyên đề. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học chưa đáp ứng được yêu cầu cũng đang là thách thức khi thực hiện chương trình mới, nhất là với môn tin học lớp 3. Toàn tỉnh thiếu 45 phòng máy và gần 4.200 máy tính.
nhiều trường máy tính đã hỏng, không sử dụng được. Nhà trường khắc phục bằng cách là cũng huy động cái số máy của các thầy cô giáo có ở trong nhà trường thì có thể là mang đến để cho các cháu học sinh mượn. Nếu trong điều kiện không thể đủ số máy thì nhà trường sẽ chỉ đạo cho giáo viên dạy lý thuyết trước, trao đổi với phụ huynh học sinh, cùng kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn tin học để hướng dẫn cho các em thực hành tại gia đình. Trước những thách thức khó khăn, các nhà trường đã linh hoạt đưa ra nhiều biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Thưa quý vị và các bạn, trước những khó khăn trên, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tỉnh Hưng Yên đến năm 2025. Giai đoạn năm 2021-2022, đầu tư gần 1.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách các cấp và xã hội hóa, xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho trường học, ưu tiên những khối lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa, đầu tư cho giáo dục. Về vấn đề thiếu giáo viên, sau khi được Trung ương giao chỉ tiêu biên chế, tỉnh sẽ triển khai tuyển dụng giáo viên tập trung vào những môn học, bậc học còn thiếu. Gắn trách nhiệm của giáo dục, gắn trách nhiệm các địa phương thì đề nghị là quan tâm cái đề án này và tổ chức thực hiện làm sao cho nó nghiêm túc. Khung tài chính là khung sàn, thì nếu như mà tiếp tục mà các địa phương quan tâm được thì tiếp tục bổ sung làm sao mà có thể nâng ở cái mức cao hơn. Ưu tiên về cơ sở chất nhà trường để làm sao nó đáp ứng yêu cầu dạy và học cho học sinh và giáo viên. Vấn đề cái biên chế phải tính toán một cái sự ưu tiên theo thứ tự từng địa phương, từng cấp học, từng nhà trường, từng môn học để làm sao cho nó đáp ứng được yêu cầu trước mắt. Bên cạnh đó, ngành giáo dục Hưng Yên đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới theo đúng chủ đề năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Đó là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với sự quan tâm của toàn xã hội, sự nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh, năm học 2022-2023 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là năm học thành công của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên.